À, xin chào mọi người, mình lại là Hoàng. Và tiếp tục bài hôm trước thì chúng ta sẽ đến với cái bài là chúng ta cài tool, cái tool cho nó, và chúng ta cài cái ROM trên cái hệ điều hành là Ubuntu. Ok, thì đầu tiên chúng ta phải có là Windows và Ubuntu để mà chúng ta chạy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta xài bản nào, và chúng ta đến với câu hỏi là chúng ta phải xài distro nào. Thì khi mà các bạn gõ vào ROS, robotic. Rồi chúng ta gõ vào là Edison, Edison List. Ok, chắc là nó sẽ ra, vì ở đây nó sẽ có một cái list của cái distro version. Enable robot. Rồi chúng ta vào đây. Đây, đây là cái lịch sử phát triển của nó. Khi đầu tiên nó sẽ là thằng này. Nó được phát triển vào năm 2014 và mãi đến năm 2017 thì người ta mới bắt đầu xài thằng ROS này một cách rộng rãi. Và đây là cái ngày mà còn hỗ trợ, và cái này nó sẽ là cái thời gian hỗ trợ cho cái description này. À, đây đây là cái ROS 1. À, nãy mình vừa cái ROS này ấy là ROS 2, thì nó được bắt đầu phát triển vào năm 2014. Nhưng mà cái ROS1, tức là cái tiền thân của thằng ROS2 này, nó được phát triển từ năm 2007, là khoảng bao nhiêu, 10 16 năm về trước, đúng không? 2007 cộng 16 bằng 2023. Thì nó được bắt đầu phát triển từ năm 2007 cho tới bây giờ là 16 năm, và hiện tại nó có hai cái thằng ROS, là chúng ta sẽ có một cái ROS 1, tạm thời chúng ta gọi ROS 1 và ROS 2. Và cái mà chúng ta tìm hiểu trong series của mình nó là thằng nào. Và mình nhắc lại, mình sẽ không làm lại cái ROS1 này nữa, vì nó có từ lâu rồi và khả năng là nó sẽ không được ra thêm một cái release nào nữa. Ở đây các bạn có thể thấy là cái future release này, thì ở đây nó gần như là hết rồi. À, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm với ROS2. Và tại sao lại là ROS2? Thì tại vì nó còn hỗ trợ cho bạn 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 kế tiếp là năm 2029, và hiện tại nó sắp được phát hành, tức là khoảng tháng 5 2024 thì nó sẽ được phát hành, và đến tháng 5 2029 thì nó mới ngừng hỗ trợ. Và cái mà chúng ta tìm hiểu nó sẽ là thằng Humbro này. Tức là nó sẽ còn khoảng là 4 năm nữa để mà chúng ta học được thằng này. Và sau khi chúng ta học được thằng này rồi thì mấy cái thằng trên đây nó sẽ y chang như vậy cả, nó không khác gì hết. Ở đây chúng ta đang có một cái là old version to maintain, tức là nó vẫn còn hoạt động, tức là nó bản cũ nhưng mà nó vẫn hoạt động. Khả năng là các bạn sẽ thấy hơi ồn vì ở ngoài đang karaoke, nhưng mà hy vọng các bạn sẽ cố gắng. Ở đây chúng ta có một cái bảng
năm 2023, tức là mới phát hành đây, thì bản này chúng ta sẽ không quan tâm bởi vì thời gian hỗ trợ của nó chỉ có 1,5 năm, tức là thời gian hỗ trợ nó rất là ngắn. Cho nên là chúng ta sẽ ít quan tâm thằng này hơn là so với thằng này. Thì đối với các bạn mà thắc mắc tại sao mình không không làm mấy cái này ấy, thì nếu mà chúng ta học mấy cái này ấy, thì nó sẽ hỗ trợ thời gian ngắn lắm. Cho nên là nếu mà chúng ta học thì nó không hỗ trợ nhiều, cho nên là về lâu về dài thì chúng ta sẽ không xài được nhiều. Còn đối với bản này thì mình sẽ hỗ trợ bản này ha, RUS2 Humble Hub Spin. Ok, thì để mà chúng ta cài được thằng này vào Ubuntu thì chúng ta sẽ phải gõ vào trang chủ của nó để chúng ta tìm cách để chúng ta cài vào. Ok, ta sẽ gõ là install Ubuntu RUS2 Humble 22.04. Và mình nhắc lại là một chỗ này một xíu, đó là nếu các bạn cài bản 20.4 thì các bạn sẽ phải cài thằng 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 Foxy này, Fox này. Còn nếu như mà các bạn cài bản 18.4 thì bạn sẽ phải cài RF1, vì mấy thằng này nó sẽ không hỗ trợ cho cái bản từ trước 20 từ từ bản 2018.4 đổ về trước, là từ bản 20 đổ lại thì nó sẽ hỗ trợ cho thằng này. Thằng này sẽ hỗ trợ từ bản 20 này. Còn bản hiện tại mà đang xài nó đang hỗ trợ cho bản 22. Cho nên là tại sao chúng ta phải cài là Ubuntu 22.04 mà chúng ta không cài bản 20.04, vì nó ra lâu rồi mà, nên là hỗ trợ cái thứ nó sẽ nhiều hơn đúng không? Nhưng mà thôi, để mà chúng ta vận hành lâu về dài thì chúng ta phải phải cài thằng này thôi. Và tương tự như mấy thằng này ha, mấy thằng này thì nó sẽ tương tự như thằng này, và cơ bản nó rất là RUS2, nó chả có khác gì nhiều. Cho nên là mình sẽ chỉ một cái này thôi, mình sẽ hướng dẫn một cái này thôi. Ok, ở đây chúng ta sẽ có một cái Debian Buckets. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái là cài cái thằng ở đây, các bạn nhớ ở đây nó sẽ là cái distro, cái mình tạm thời mình gọi nó distro đi, mình lười đọc cái thằng kia. Humble, ở đây chúng ta đọc cái tên Humble, mình không đọc cái tên phía sau, nó tên phía sau khó đọc, mình chả đọc. Đầu tiên thì chúng ta phải về cho cái thằng ngôn ngữ ở đây. Thì để mà chúng ta cài thì chúng ta sẽ nhấn Adlab cần cho T. Đối với bạn mới ha, có bạn xài lâu thì mình sẽ không hướng dẫn mấy cái này, các bạn xem cho biết thôi. Thì chúng ta sẽ gõ là lệnh Roku đây, khi mà chúng ta gõ gần xong rồi thì chúng ta nhấn Tab để cho nó ra cái complete command đấy. Thì khi mà chúng ta nhấn Enter thì nó sẽ nhanh hơn đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải cài thằng này vào bát, nhập bát vào ha. Bát của máy các bạn cài lúc cài Ubuntu ấy thì các bạn cứ cứ bát vào ha. Chạy bình thường ha, không gì hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ cài tới thằng này. Của mình nó update hơi nhiều, do mình cài rồi nên nó update hơi nhiều. Nói chung là các bạn cứ cài hết cái đống này là được. Khi các bạn nhập chữ local này vào thì nó sẽ ra như này, local lo lo lock lo à không, nói chung là nhập cái lệnh này ra thì nó sẽ xác nhận lại cho chúng ta là về ngôn ngữ là như thế này hết. Là ở đây nó sẽ là UTF-8, đây nó sẽ là USB English. Đây nó sẽ là UTF-8, UTF-8. Ok. Rồi, sau đó chúng ta sẽ phải cài thằng này vô. Thì thằng này nó sẽ chuyển về cái thằng software install đây này đi. Không biết phải không? À không phải. Software cái này. Đây thì khi mà các bạn
bình thường ấy, thì chúng ta sẽ có cái này, nó sẽ là ở cái vùng mà các bạn cài, ví dụ như mình ở Việt Nam thì nó sẽ là server download from Việt Nam. Đó, thì khi mà chúng ta cài như vậy thì cái thằng kia nó sẽ không vô được, cho nên là nó phải chạy cái đoạn này để nó chạy ra cái thằng là Universal, là thằng thằng main, main server này, nó sẽ nằm ở bên Mỹ hay sao mình chẳng nhớ, nhưng mà cơ bản là nó sẽ chạy ở quốc tế, cho nên là chúng ta phải phải copy path hai lần này vào, và sau đó chúng ta sẽ add cái route hai key này vào, chúng ta cứ copy xong chúng ta path vào, rồi chúng ta sẽ add cái key này vào, chúng ta sẽ add cái source list này vào để khi chúng ta cài. Rồi sau khi các bạn bạn làm hết mấy cái bước đầu tiên này rồi thì các bạn bắt đầu các bạn update, và các bạn gõ là upgrade, rồi sau đó chúng ta sẽ cài gõ cái lệnh này vào, ta sẽ copy chúng ta bắt vào đấy. Thì đối với mình cài rồi thì nó sẽ không chạy nhiều nữa, nếu mà các bạn chưa cài thì nó sẽ chạy ở dưới đây khoảng 15 đến 30 phút đó tầm đấy. Về ba câu lệnh này nó khác gì nhau thì ở đây là người ta đã có cái recommend ở đây, là thằng khi mà chúng ta cài cái này ấy, thì chúng ta sẽ cài luôn cả root này, chúng ta cài luôn cả root này, chúng ta cài luôn cả demos, chúng ta cài luôn cả các tutorial. Còn ở đây chúng ta cài là chúng ta sẽ cài mấy cái thư viện giao tiếp, mấy cái package mixes, và mấy cái command line tool, và không có cái mấy cái dụng cụ, đó là công cụ như là này. À. Rồi đây nó sẽ chỉ cài mấy cái comply và để build cái ROS package thôi, chứ nó không có mấy cái tool này. Thì nếu các bạn xài các bạn sẽ thấy thiếu thiếu, nhưng mà thôi mình nghĩ là các bạn nên cài này đi, cài này thôi, các bạn copy này hai dòng dưới đây các bạn không có ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phải cài đến cái môi trường, phải biết cái giá trị môi trường của nó, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn để mà chúng ta chạy một cái file ấy, thì nó sẽ phải chạy là source, sau đó chúng ta sẽ chạy cái root run, thì lúc đó nếu như mà các bạn xài nhiều quá thì nó kiểu là nếu mà xài hai ba terminal xong cứ copy source xong rồi OTP structure system process gì đấy cho path thì nó lâu, nên là chúng ta sẽ gõ lại là get it, rồi chúng ta sẽ chỏ vào cái file là path rc này. Ok, thì ở đây mình đang có một cái source OTP ở đây, mình copy cái này xong mình paste vô đây ha. Còn hai cái này thì video sau mình sẽ hướng dẫn cái này sau. Ok. Rồi. Thì sau khi các bạn cài xong rồi và đã chỉnh sửa file này xong rồi thì chúng ta sẽ qua cái thằng này để chúng ta chạy ha. Chúng ta sẽ chạy thử là nó có chạy hay không, thì bây giờ mình sẽ chạy mình sẽ clear này đi, nhìn đó quá. Rót 2. Khi mà các bạn nhấn rót 2 xong bạn nhấn tab ấy, nếu như mà nó ra những cái dòng như này tức là các bạn đã cài ROS thành công. Còn nếu như mà các bạn gõ tab nhưng mà nó không ra ấy, thì do là các bạn đã cài sai một bước nào đó, thì các bạn có thể gỡ ra các bạn cài lại, hoặc các bạn có thể cài lại Ubuntu VMware rồi sau đó chúng ta sẽ cài lại và ROS trên đấy. Thì chúng ta sẽ chạy ROS run, rồi chúng ta sẽ có là demo nodes B chẳng hạn, rồi chúng ta sẽ gọi thằng Talker này ra. Rồi sau khi nó ra được như vậy là chúng ta đã public ra một cái node. Rồi đây mình sẽ chia đôi thằng này ra, sau đó chúng ta sẽ chạy thằng rot 2 run, rồi chúng ta sẽ demo node B và listener. Ok, sau khi chúng ta chạy mà nó ra được cái hình ảnh như trên trên màn hình của mình thì các bạn đã cài thành công và đã chạy thành công được được RS2, và câu chuyện của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ phải cài cái gì và chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Ok rồi, thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cài tool
mấy cái tool như là cái khung chia màn hình này, rồi mấy cái tool để mà build cái code của mình, hoặc là mấy cái extension để mà chúng ta lập code. Ok, thì video này tới đây kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và subscribe thật nhiều vào ha. Mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để cho các bạn hiểu được cái code này là gì và nó hoạt động như thế nào, và việc nó hoạt động như thế này thì nó có ích lợi gì cho các bạn về sau. Nếu các bạn cài rốt một, tức là các bạn bạn đang cài là ví dụ như là máy các bạn đang đang xài rốt một đúng không, mà chúng ta muốn cài rốt hai thì chúng ta không không cần thiết là chúng ta ví dụ như hai 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 thiết bị chúng ta đang cài là một cái là rốt một và một cái rốt hai, thì bây giờ chúng ta sẽ cần cái cầu nối. Thì ở đây chúng ta đã có một cái brick, using RF một brick. Thì khi mà chúng ta cài thằng này vào cái thiết bị RF1 ấy, thì nó sẽ convert sang RF2 này cho chúng ta để chúng ta giao tiếp với các thiết bị của RF2. Rồi ok, xin chào các bạn đã xem video này.